Chào các bạn trở lại với channel của mình. Mình là Ryan Lê. Và hôm nay mình sẽ làm video cho anh em về việc chuyển phái Thiên Nhẫn Đao và cách chúng ta búp đồ như thế nào, lựa chọn đồ như thế nào cho tất cả môn phái luôn. Thì mình sẽ lấy phái Thiên Nhẫn Đao làm ví dụ. Thì xin mời các bạn cùng mình theo dõi video. Thì đầu tiên là mình sẽ qua bên Thiên Nhẫn. Đây mình sẽ chuyển phái các bạn. Mình sẽ qua bên Thiên Nhẫn đây. Thì bản cập nhật mới thì nó chỉ có 4 mô khảm, cũng như level sau nó cũng chỉ có 4 mô khảm nha bạn. Thì các bạn đổi phái, các bạn cầm theo tính giật môn phái của mình. Là hôm bữa các bạn nạp cái gói trùng phùng ấy, được tính giật, các bạn lợi cái ông môn chủ, cái ông ban chủ của mỗi bang. Đây, thì chúng ta sẽ xin phép đổi. Đây mình sẽ gửi đổi các bạn. Mình sẽ gửi đổi để đổi môn phái. Nha. Này. Đây thì cuối cùng chúng ta đã qua Thiên Nhẫn rồi nha các bạn. Chúng ta đã qua phái Thiên Nhẫn rồi nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ tăng kỹ năng Thiên Nhẫn cho các bạn coi luôn, là Thiên Nhẫn đao. Mình mang cây đao vô nha. Mình mang cây đao vô. Cây đao cùi mang đỡ các bạn. Mang cây đao cùi mang đỡ vô. Bây giờ điểm tiềm năng thì chúng ta phải tăng full nội. Cái điều đó là khỏi nói rồi. Thì bây giờ qua điểm kỹ năng. Qua điểm kỹ năng chúng ta sẽ tăng như sau. Thì mình đã nói các bạn rồi. Chiêu này, hai chiêu này tăng mát đầu tiên cho mình là Thôi Sơn Điền Hải và Nghiệp Hỏa Phàn Thành nha. Để mình tăng chiêu. Cái chiêu thứ hai là Phi Hồng. Phi Hồng Phô Tích là tăng full luôn. Cái chiêu tiếp tục là Thiên Ma Giải Thể, là chiêu này cũng tăng luôn. Tại búp né tránh các bạn. Cái chiêu thứ ba là chiêu Ảo Ảnh Phi Hồ, là tỷ lệ thọ thương giảm, chí mạng tăng. Cái chiêu thứ tư là cái chiêu Đao Pháp Thiên Nhẫn, khi đánh trúng cái xác súng thiêu đốt thì tăng chiêu này mát cho mình luôn. Thì các bạn nào muốn coi mình phân tích rõ hơn ấy, thì các bạn coi lại cái video đầu tiên, cái video phân tích Thiên Nhẫn của mình nha. Đây thì bây giờ mình mới tăng đây thôi. Cái chiêu Ma Phệ Tâm Pháp này chúng ta sẽ tăng mát luôn. Cái chiêu bên đây Hỏa Phần Thiên là kỹ năng Thiên Nhẫn giúp đệ tử Thiên Nhẫn khi bị đánh trúng có tỷ lệ thi chuyển. Đây là cái chiêu này thường thường ấy. Cái chiêu thường thường ấy thích hợp với lại Thiên Nhẫn mà kích hơn ấy. Cái chiêu này nếu mà kích đi nha thì nó hợp lý hơn, tại vì thi chuyển tầm vừa. Cái lệ kích hoạt đây, hiệu quả này một lần trong khoảng thời gian. Thì chiêu này các bạn tăng mát cũng được, nhưng mà mình sẽ quay bay qua tăng mát cái chiêu đánh này của mình nha. Các bạn nhớ kỹ nha, cái chiêu này á, khi các bạn chiêu này của bạn nha, mình nói lại nha, cái chiêu này khi bạn ở level thấp này các bạn không cần tăng mát nha. Tại chiêu này lên level cao, càng lên cao ấy, 120 ấy, cái máu đó bắt đầu trâu, ở chiêu này mới phát huy tác dụng. Nên ở level thấp các bạn nên tăng mát hai chiêu này cho mình thôi nha. Cái chiêu Thôi Sơn Điền Hải này và Nghiệp Hỏa Phàn Thành này. Thì bây giờ mình sẽ ra test cho các bạn Thiên Nhẫn. Thì Thiên Nhẫn nếu mà các bạn qua ấy, các bạn đồ của bạn ấy không có lực tay tấn công thì nó cực kỳ yếu nha các bạn ơi. Đây mình sẽ thay luôn cuốn bí kíp. Mình sẽ thay luôn cuốn bí kíp hệ quả vào. Thì mình sẽ bỏ cuốn mọc ra. Đây mình hai cuốn này. Mình bỏ cuốn này đi, mình để cuốn mọc. Như lại cái cuốn này. Nó mình giữ lại cuốn kháng thì mình bỏ cuốn kia. Với mình bí kíp mình quên cái cuốn Ngô Công Trảo đi nha. Đây sẽ lấy lại những cái này cho mình.
Thì tiếp theo mình sẽ tăng bí kíp cho bạn. Tăng cái bí kíp mình lên, up level lên bạn. Đột phá lên. Đây chúng ta up cuốn bí kíp mình lên nè. Chúng ta sẽ up cuốn bí kíp này lên nha các bạn. Chúng ta sẽ up cuốn bí kíp hỏa công lên để coi lực tài của mình sẽ cải thiện được bao nhiêu. Hiện tại lực tài của thiên nhẫn của chúng ta cực kỳ yếu trong các phái, là do trong tâm pháp ấy không có cái tấn công cơ bản, mà chỉ bạn có thể lấy được tấn công cơ bản từ 5 món đồ hoàng kim thôi, nên cái việc lực tài nó sẽ bị thọt đi khá là nhiều nha. Nên bây giờ chúng ta sẽ tăng up bí kíp lên này. Này thì bí kíp đầu tiên ấy nó sẽ tăng cho bạn chỉ có 8 tầng này. Thì các bạn muốn tăng lên các bạn dễ thôi, up lên này, 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. Đây. Thì nó lên từ 8 tầng lên 21 tầng. Này. Thì tiếp theo chúng ta sẽ up cái gì, nói chung up bí kíp này chua dữ vậy ta. Quá chua uống huyết, yến huyết để chúng ta mặc thêm vô nè. Đây chúng ta mặc thêm cái này vô. Nha, luyện bực, ngồi nói chung là tốn quá bạn ơi. Căng quá. Chúng ta up cấp chứ đi. Tối mình mua cái đan mình up tiếp. Nha. Này thì mình sẽ đột đột phá lên hết bí kíp lên 120 luôn nha. Lên 120 hết rồi, cái chỉ số nó ok hết rồi. Bây giờ mình chỉ cần luyện bậc full thôi, luyện cái này tốn quá luôn, tốn luôn các bạn ơi. Nên chúng ta sẽ từ từ nha, chúng ta đợi. Đợi tối mình mua cái kia mình luyện bậc luôn. Nha. Thì bây giờ đã xong bí kíp thì bây giờ mình sẽ có coi lực tài mình hiện tại là bao nhiêu. 4K2, 4K2 mà có búp 4% nha. Nói chung thì sau khi mình tẩy từ ngũ độc sang thiên nhẫn, lực tài của mình ấy nó sẽ bị tuột từ 5K4 xuống 4K2, có nghĩa là mất đi 1.200% tấn công. Thì do cái này là do cái việc chúng ta mất đi cái tấn công cơ bản từ cái tâm pháp ấy. Nên tìm trước một cái phổ, có nghĩa là bạn nên tìm trước một cái voi 6 dòng của cái bậc 7 và mua sẵn luôn trước khi bạn chuyển. Vì nếu như bạn chuyển như mình đây, mình chuyển là thiên nhẫn mà mình chưa mua phổ và mua voi, thì mình sẽ bị mất cái thuộc tính là tấn công cơ bản. Đây thuộc tính tấn công cơ bản 40%, bị mất 40% nha. Có nghĩa là mình bị mất cái thuộc tính tấn công cơ bản 40% của năm món đồ hoàng kim nha. Nên bạn phải cân nhắc kỹ là bạn phải như vậy cho mình. Cái việc thứ hai ở đây, nhiều bạn sẽ hỏi mình là anh ơi, tại sao tấn công cơ bản của em chỉ có không? Chỉ có không thì mình sẽ cho các bạn coi đây, tấn công cơ bản mình này, nếu mình chạy ra xa này là tấn công cơ bản của mình chỉ có không này. Các bạn thấy không? Thì tại sao tấn công cơ bản của bạn lại là không? Nó nằm ở việc là thứ nhất là trong tâm pháp của bạn không có tấn công cơ bản nha. Đây giống như thì những đao mình qua này là trong tâm pháp không có tấn công cơ bản nha. Thương pháp thì có nha, mình không biết có lỗi hay không. Tấn công cơ bản, thương pháp có, tâm pháp không có. Thì tấn công cơ bản chúng ta sẽ kiếm ngay những cái phần nào thì mình sẽ nói luôn để các bạn hiểu rõ. Là thứ nhất là ở việc tấn công cơ bản nó sẽ nằm ở việc là thứ nhất sẽ có ở trong là thứ nhất tâm pháp cơ bản của bạn. Thì thường thường tâm pháp cơ bản bạn sẽ được cộng 60% nha, hoặc có phái cao hơn.
Cái thứ hai là nằm ở việc là 5 món đồ hoàng kim. 5 món đồ hoàng kim thì nó sẽ cộng cho bạn là 3 món đồ để cộng cho bạn sinh lực 50%, 5 món đồ để cộng tấn công của bạn 40%. Là cái thứ hai trong 5 món đồ hoàng kim. Cái thứ ba đó chính là nằm ở trong cái nạp quà mỗi ngày của bạn. Đây là đại lực hoàng, sinh lực cơ bản, tấn công của bạn tăng, thì nằm trong cái việc bạn nạp mỗi ngày, quà mỗi ngày đây, quà phúc lợi nha. Phúc lợi mỗi ngày đây, mình coi đây. Đây, quà mỗi ngày bạn nạp cái gói 5.000 thôi. Và bạn nào muốn nạp hết mỗi tuần thì cũng ok. Thì bạn nạp gói 5.000 này liên tục, đây thì sẽ nhận được nha, quà mỗi ngày. Và cái thứ tư để tăng tấn công của bạn là nằm chỗ ở chỗ mặt nạ. Mặt nạ thì bạn vô ngay cửa hàng, ngay tiệm sư đồ đây, mặt nạ 30 ngày là 10k. Thì bạn nên tìm sư đồ nào đó để bạn có thể tích lũy điểm này nha, tùy các bạn. Hoặc đã 30 ngày đây, thì nằm ở sư đồ. Hoặc các event của VNG là chúng ta sẽ có, chúng ta có thể chọn lựa những đồ, những dòng để khi chuyển phái mạnh là như tiếp theo nha. Là giả sử mình là hệ quả đi, hoặc các bạn là hệ gì, thì đầu tiên chúng ta sẽ lựa vũ khí như sau. Đầu tiên cây vũ khí của các bạn thì phải có 4 dòng chuẩn. 4 dòng chuẩn là sao? Tùy những phái. Giả sử như phái đam thì 4 dòng chuẩn đó là 4 dòng công, 4 dòng sát thương. Còn những phái hiệu ứng thì 4 dòng chuẩn có thể là có thêm hiệu ứng. Giả sử như mình là thiên nhẫn đi, thiên nhẫn là một phái cần sát thương, cần sát thương, cần sát thương, cần hiệu ứng, cần thiêu đốt gì đó, thì chúng ta sẽ lấy gì? Thứ nhất là cái dòng hỏa sát nội công là chuẩn này. Thứ hai, cái dòng sức mạnh này sẽ đổi thành cái dòng nội công. Hai dòng này là ok, dòng chí mạng là ok luôn. Và nếu có thêm một dòng nữa thì mình sẽ lấy cái dòng tấn công nha. Là nói chung là 6 dòng này là thuộc chuẩn cũng ok. Còn các bạn có thể lựa chọn như sau. Thứ nhất, mình coi là cái vũ khí cũ mình nha. Đây, bạn thấy không? Là như mình nói, đây là 6 dòng chuẩn như cái vũ khí cũ mình này. Còn giả sử nhiều bạn ấy sẽ thích như sau, 4 dòng công và 2 dòng còn lại là 2 dòng chí mạng và sát thương chí mạng, cũng được gọi là 6 dòng chuẩn nha. Nếu các bạn hiểu rõ vấn đề giúp mình. Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau test thử thi những đao có chiêu đánh thường nó có sẽ tác dụng lên bất thế giới không nha. Thì các bạn sẽ cùng mình theo dõi. Ở đây thì bạn thấy là khi mình nhiễu lửa này, nhiễu lửa thường thôi nha, sẽ là 1k8, 1k8. Đây 16k, 16k các bạn. Đây chúng coi lại nha. 1k7, 1k7. Qua 9, 1k8. 1k9. 1k9. Miễn dịch, miễn dịch. Miễn dịch. Đây khi mình cho bạn coi lại nha. Khi mình quýnh thường nè, mình quýnh thường mà boss nó lại hiện cái chữ miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch. Có nghĩa là chúng ta đã quýnh được cái xác suất 25% ấy, nhưng mà nó không mới tính vô boss được. Có nghĩa là boss miễn dịch với cái đó. Các bạn nhìn kỹ nha. Đây chúng ta mình quýnh vào này. Bạn thấy rõ ràng không? Mình quýnh đâm tay nè, là cái đâm 800 mấy là cái đâm không bị không có thiêu đốt nha. Còn cái đâm mà 1.800 là có chí mạng và thiêu đốt nha. Đang nhìn kỹ này, thì boss thế giới nó miễn dịch với cái chiêu mà miễn dịch với lại cái tỷ lệ chí mạng 25% nha, nên sẽ không áp dụng cho boss thế giới được bạn. Đây mình quýnh nãy giờ rồi nó không lên nha. Thì mình sẽ cố gắng quýnh thêm một hồi nữa để coi nó lên hay không. Nay nó vẫn không lên nha. Thì bạn thấy nhảy mấy chữ miễn dịch không? Là nó bị vậy. Còn bây giờ mình sẽ thả chiêu lửa vô nha. Thì bạn coi lửa nó mạnh cỡ nào. Đây, đốt khá là mạnh nha. 18, 20k, 20k nha bạn thấy không? Còn chiêu này chúng ta thả xuống này. Này, mình thấy nó này đúng không? Thì nói chung ấy, thiên nhẫn hiện tại nó sẽ mạnh ở chiêu 2 và chiêu 3 đây. Thả lửa và quăng chiêu kia xuống. Đây mày thấy không?
Thì sau khi mình test boss cho các bạn là cái việc mà thiên nhẫn chúng ta ấy, cái chiêu đánh thường nó không có tác dụng lên boss mất sinh lực, thì boss sẽ hiện chữ miễn dịch. Thì đây là một cái gọi là một cái là thực thực sự rất là thật cho thiên nhẫn. Và theo mình ấy thì mình không biết thiên nhẫn ấy, cái chiêu này ấy, cái tâm pháp thiên nhẫn có bị lỗi hay không. Đây cái tâm pháp của thiên nhẫn là cái chiêu thiên ma giải thể, mình nói lại một lần nữa luôn, không biết có lỡ hay không. Thì mình cũng mới gửi bên góp ý bên VNC để coi VNC xem xét lại. Đây thì đáng lẽ đây là phải cộng cho tấn công cơ bản chứ, thì theo mình thôi, thì mình gửi để coi họ phản hồi như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói tiếp là về thiên nhẫn đao. Các bạn thấy không, việc đánh quái thiên nhẫn ấy, chiêu đánh thường ấy cũng khá là mạnh nha, chứ không có thọt như các bạn nghĩ nha. Bạn thấy không? Thì mình xin nói tiếp luôn về thiên nhẫn. Thì sau đó chúng ta sẽ bí kíp, chúng ta sẽ lựa đồ. Thì các bạn nên đổi đầu tiên cho mình cây vũ khí thế này. Thì chúng ta sẽ mất cái ngũ hành hai cái. Đây các bạn thấy không, mất hai cái ngũ hành thì mất cái chí mạng với sức mạnh nha. Chúng ta sẽ mất hai cái này. Này việc tiếp theo chúng ta sẽ là các bạn chuẩn bị đồ sẵn cho mình. Thì đồ này giả sử các bạn cầm vũ khí hỏa đi, thì cái nhẫn tiếp theo là những hỏa thì những thổ. Thì chúng ta cùng nhau đi mua những thổ trước. Thế là các bạn nên mua đủ cho mình, các bạn đổi phái. Các bạn nên mua đủ 9 món còn lại cho mình, chúng ta để đó là chúng ta hãy thay nha. Chứ các bạn đừng có mua một món thay, mua một món thay thì như vậy nó bứt đi dòng ngũ hành nha. Các bạn cứ mua để yên đó cho mình nha. Thì việc tiếp theo là chúng ta tìm voi, xong rồi mình nói tiếp luôn là về kỹ năng các bạn tăng. Thì mình đã nói về kỹ năng tăng luôn rồi nha. Thì bây giờ nói về tiếp theo là chúng ta mình sẽ test cho bạn coi trong một thời gian tới. Để các bạn thấy quýnh không? Đấy quýnh quýnh quái không? Cũng khá là mạnh nha, chứ không phải yếu nha. Đây việc chênh quái. Nói việc chênh quái và việc cũng không phải là thọt với thiên nhẫn, nhưng mà việc đánh boss đi, nó không có tác dụng vào thì nó rất là thọt. Thì tiếp theo mình sẽ thời gian sau mình sẽ test cho các bạn. Và mình sẽ đưa ra những cái ý kiến về việc thiên nhẫn chúng ta búp như thế nào, BK thế nào trong cái thời gian sắp tới nha. Còn bạn nào mà hiện tại đang chơi ngũ độc thì các bạn nếu mà vẫn đam mê thì vẫn cứ chơi, thì các bạn cứ xem những bài viết của mình về ngũ độc trước đó, và 120 chúng ta cứ búp theo việc đó. Và ở đây mình có thể cho bạn coi việc khác nhau nha. Đây giả sử như trong cái ngũ độc chúng ta đi, mình xài viên chính xác ấy, quýnh không né, quýnh ít bị né nha. Nhưng mà khi mình lại qua bên thiên nhẫn đao ấy, mình vẫn xài luôn cái viên chính xác thì quýnh lại bị né nhiều hơn. Nên cái việc mình đã nói rõ là mỗi phái ấy, các bạn ép mỗi viên ấy, nó có tác dụng khác nhau rõ ràng luôn. Đây, nên việc ngũ độc mình đã nói là mình ép chính xác quýnh ít bị né, nhưng mà khi mình qua thiên nhẫn ấy, mình ép cái viên chính xác này ấy thì nó lại bị né nhiều hơn. Nên cái câu mình đã nói lúc nào cũng chuẩn luôn là tâm pháp của phái đó có gì bạn cứ xài cái đó, là nó chính xác tới 70%, còn 30% còn lại là do các bạn tự tìm hiểu, các bạn tự nghiên cứu, xong rồi các bạn tự đưa ra quyết định của mọi người nha. Thì mình tiếp tục, mình sẽ cố gắng mình đi thiên nhẫn và đưa anh em thiên nhẫn về một cái hướng mà ở ok nhất. Thì theo mình nhận định ấy, thiên nhẫn ở giai đoạn đầu tiên nếu mà không có 5 món trang bị hoàng kim thì chắc chắn sẽ thọt hơn các phái còn lại khá là nhiều. Tại vì lực tay khá là yếu luôn là cái một cái phần quan trọng. Nhưng mà đổi ngược lại các bạn sẽ mạnh ở chiêu 2 và chiêu 3 nha. Chiêu 2, chiêu 3 các bạn đi đi chiêu 2 và chiêu 3 các bạn có thể tham gia mọi thứ rất là ngon nha.
thì chúng ta nên cố gắng như vậy. Thì mình sẽ kết thúc video ở đây, và một lần nữa cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và theo dõi mình. Comment để về hỏi về một vấn đề gì đó về một ý kiến nào thì các bạn vui lòng comment bên dưới, comment bên dưới, và đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh nếu video của mình hay và hữu ích. Và một lần nữa mình xin cảm ơn. Nếu bạn nào cần mình làm về phái nào, phân tích phái nào hoặc về bất kỳ vấn đề nào thì các bạn cứ comment bên dưới. Mình sẽ nghiên cứu, tìm hiểu và phân tích với một cái vai trò khách quan nhất, và sẽ đưa lên đây video để anh em chúng ta cùng nhau thảo luận, cùng nhau tìm hiểu để chúng ta có thể chơi game một cách tối ưu nhất. Và việc mình luôn luôn lắng nghe mọi người là ưu tiên hàng đầu của mình. Một lần nữa mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau. Chào tạm biệt mọi người.